Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập bài 34. Trong video hôm nay, các em sang phần bài đọc 2, những ý tưởng sáng tạo. Rồi các em mở sách và bài tập trang 64. Phần đọc hiểu. 1. Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ dành cho ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Cuộc thi dành cho học sinh mầm non. B. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. C. Cuộc thi dành cho học sinh mầm non và tiểu học. Rồi trước khi hoàn thành bài tập này, mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Những ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng trẻ thơ là một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2008, mỗi năm một lần. Hàng năm, học sinh các trường tiểu học trong cả nước đã gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo. Tranh thể hiện ý tưởng cân xử lý độc hại. Chiếc cân này sẽ giúp phát hiện những sản phẩm không an toàn cho sức khỏe con người. Ý tưởng sáng chế tàu ngầm, mực cứu hộ. Mực cứu hộ có thể luồn vào mọi ngõ ngách để cứu người bị đắm tàu. Ý tưởng sáng chế cây do thám. Cây này theo dõi tất cả các sự việc xảy ra, giúp các chú bộ đội nhanh chóng phát hiện âm mưu của kẻ địch. Minh Hòa tổng hợp. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em bấm tạm dừng video và hoàn thành bài tập số 1. Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ dành cho ai? Dựa vào nội dung bài đọc, ngay từ câu đầu tiên, thì chúng ta biết là ý tưởng trẻ thơ là một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Rồi như vậy, các em chọn ý đúng ở đây là ý B. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Bài tập số 2. Học sinh cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Hàng năm, mỗi học sinh gửi hàng trăm bức tranh đến cuộc thi. B. Mỗi năm, học sinh gửi đến cuộc thi hàng trăm mô hình sáng tạo. C. Hàng năm, học sinh gửi đến hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo. Rồi như vậy là các em xem lại bài đọc và các em hoàn thành bài tập này. Dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta biết là hàng năm học sinh các trường tiểu học trong cả nước đã gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo. Rồi như vậy là hàng trăm nghìn bức tranh hoặc là mô hình. Vậy các em chọn ý nào? Các em chọn ý C. Hàng năm học sinh gửi đến hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo. Bài tập số 3. Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào và giải thích vì sao? Dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta nhận thấy là mỗi ý tưởng của các bạn chúng ta đều rất là thích, đúng không? Rồi thầy giáo ví dụ bức tranh của bạn Trần Minh Khoa thể hiện ý tưởng cân xử lý độc hại. Các em có thể thích ý tưởng này. Ví dụ là em thích ý tưởng cân xử lý độc hại. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc cân này sẽ giúp phát hiện
những sản phẩm không an toàn cho sức khỏe con người. Hoặc là các em thích ý tưởng được thể hiện ở bức tranh của bạn Nông Bích Ngọc, Trần Bảo Ngọc. Ý tưởng sáng chế tàu ngầm, mực cứu hộ. Mực cứu hộ có thể luồn vào mọi ngõ ngách để cứu người bị đắm tàu. Rồi như vậy là em thích ý tưởng sáng chế tàu ngầm mực cứu hộ. Bởi vì tàu ngầm mực cứu hộ có thể luồn vào mọi ngõ ngách để cứu người bị đắm tàu. Được chưa? Hay là em thích ý tưởng sáng chế cây do thám, bức tranh của bạn Nguyễn Long Nhật. Bởi vì cây do thám sẽ giúp các chú bộ đội nhanh chóng phát hiện ra âm mưu của kẻ địch, từ đó là bảo vệ được an ninh của biển đảo và tổ quốc. Được chưa? Rồi như vậy là các em có thể tham khảo. Thầy giáo ví dụ em thích ý tưởng cân xử lý độc hại vì chiếc cân sẽ giúp phát hiện ra những sản phẩm không an toàn cho sức khỏe con người. Rồi hoặc là em thích ý tưởng cây do thám vì ý tưởng này giúp các chú bộ đội phát hiện ra âm mưu của kẻ địch để bảo vệ và giữ gìn an ninh của Tổ quốc. Tiếp theo em sang phần luyện tập. Luyện tập 1, viết 1 đến 2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi ý tưởng trẻ thơ. Rồi, thầy giáo ví dụ như là cuộc thi ý tưởng trẻ thơ thật là tuyệt vời. Để thể hiện sự thích thú thì các em có thể dùng từ tuyệt vời, thật là tuyệt vời, hay là thật là hay, thật là hữu ích, đúng không? Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ thật là tuyệt vời. Cuộc thi giúp các bạn nhỏ thả sức sáng tạo những ý tưởng độc đáo của mình. Được chưa? Rồi các em có thể nghĩ ra những câu khác để thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi ý tưởng trẻ thơ. Luyện tập 2, viết 1 đến 2 câu thể hiện sự tán thành của em với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài đọc. Rồi thầy giáo ví dụ như là các sáng kiến của các bạn rất hay. Mỗi sáng kiến đều rất độc đáo và có ích với nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Hay là em rất tán thành với các sáng kiến của các bạn nhỏ. Mỗi sáng kiến đều rất độc đáo và có ích với nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Rồi tiếp theo là các em sang phần bài viết 2. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1, sách giáo khoa trang 136, hãy viết một đoạn văn ít nhất 4 đến 5 câu. Tức là nhiều nhất thì các em có thể viết là 6, 7, 8 câu cũng được, nhưng là nhớ là ít nhất là từ 4 đến 5 câu về nhân vật thiếu nhi mà em biết hoặc là về bạn của em. Rồi các em mở sách giáo khoa trang 136, các em dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa. Nhân vật đó hoặc là bạn đó là ai? Các em có thể viết về bạn của mình cũng được, hoặc là viết về một nhân vật thiếu nhi nào đó được chia sẻ trên TV hay là trên báo. Nhân vật đó hay là bạn đó có gì đáng yêu, đáng quý? Các em nêu một hành động cụ thể của nhân vật đó hoặc là bạn đó khiến em nhớ mãi. Tình cảm của em đối với nhân vật đó hoặc là bạn đó như thế nào? Rồi, các em nhớ là trong đoạn văn thì các em phải nêu nổi bật được những ý này. Thầy giáo ví dụ, các em có thể tham khảo bài viết của một bạn. Bạn ấy viết về một bạn cùng xóm của mình. Hoàng Lan ở cùng xóm với em. Bạn ấy vừa học giỏi, vừa hát hay, lại còn múa rất đẹp. Mặc dù được nhiều người khen ngợi và yêu mến, nhưng bạn ấy luôn khiêm tốn. Hoàng Lan cũng là một người rất tốt bụng. Hôm qua trên đường đi học về, Hoàng Lan đã đưa một bà cụ qua đường. Em rất quý và luôn coi bạn ấy là một tấm gương sáng để mình học tập. Rồi, em có thể tham khảo và các em làm bài nha. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video. Rồi, xin chào
và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.